kính chào quý vị trân trọng kính mời quý vị nghe một bút ký của ông Tường năng tiến trận chiến cuối cùng một nhát dao bay ngàn thuở đẹp dù sai hay trúng cũng là dư nhưng chưa rừng già tôi có thấy gì đâu nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu sáu mù hát hai lần trước khi kết thúc bản nhạc và lần nào y cũng nhắm mắt lại thiệt chặt bảy què khoái chí cười sằng sặc bỏ đơn xuống bàn và nói ê bản này mà mày ca tới hơn bản xuân này có không về đó nghe mà điều mày đừng có nhắm mắt lại ở khúc nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu sao vậy mày đuôi mắt toàn trọng trắng không à mày mở ra hay nhắm lại thì cũng có thấy gì đâu mày cứ nhắm mắt lại mất công và làm tao mắc cười chết mẹ luôn đó à à à đúng rồi sáu mù ờ rất yếu bòng mạch thoáng trầm ngâm Y bị tật nguyền đã 10 năm Mà vết thương Đôi lúc tưởng chừng như vẫn chưa kéo ra non Một va chạm nhẹ Vẫn có thể gây ra cái cảm giác Đau đớn khó chịu Bảy què đang cười bỗng khựng lại Nhìn mặt bạn Nó biết liền là mình vừa dĩu dở Nên vội bàng Biện bạch Khỏa lấp Thì cũng như tao vậy nè Mày thấy có khi nào tao ca bản đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm không mà hồi tụi mình học ở dương mộng hồng mày nhớ không còn có một giò mà cứ ắt ê đếm nhịp một hai ba bốn một hai ba bốn đếm hoài vậy con nó kỳ thấy mẹ nội luôn vậy thì bữa nào rảnh mày giờ cho tao bài người nghệ sĩ mù đi bà nó tao hát mà không hay Tao làm con mày. Bạn nó hát làm sao cả? Bảy què băn khoăn, đưa tay lướt nhanh trên phím đàn mò nốt. Tự nhiên tao quên mất tiêu. Tao nhớ là hồi đó mình hay nghe ở cái quán cà phê gì ngoài Đà Nẵng đó. Lúc mới vô đầu, in tuồng có tiếng đàn, rồi tiếng tiền các thầy vô lon nghe keng keng. Nhớ không? Ôi, tao nhớ rồi. Bản này của Hoàng Thị Thơ. Ông Cường ca chứ đâu. Rồi bày que lấy giọng vô luôn. Ai dừng chân nơi đây, buông lòng theo câu ca. Tôi ngồi trong bóng tôi, nghe đời đi ra xa. Đúng rồi, nó đó, nó đó. Mà, 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 không có được đâu. Sao vậy? Mày chơi bản đó nghe giống như hai thằng mình đi ăn xin vậy. Tụi mình đâu có đi hát dạo kiếm ăn. Mình có trách nhiệm đi hát nha. Mình cho đồng bào thưởng thức mà. Phải không? À, 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 đúng rồi. Lần này sáu mù ờ mạnh hơn nhiều. Và nghiêng đầu nở một nụ cười rạng rỡ. Y luôn luôn thấy thích thú. Vui mừng khi nghe mày quen nhắc đến chuyện trách nhiệm của hai thằng. Sáu mù không nói ra được những điều mình biết và mình nghĩ trong lòng rành mạch như bảy què. Y khoái nghe bạn nhắc đi nhắc lại nhiệm vụ và ý nghĩa này nọ. Có bữa cao hứng, bảy què còn nói lung tung về tác dụng của chiến tranh tâm lý, tác dụng của nhạc trong tâm hồn quần chúng sáu mùa thiết tha được nghe cũng như bảy què khát khao được nói. Cả hai không bỏ lỡ cơ hội nào để bồi đắp niềm tin về cái ý nghĩa xa xôi, mơ hồ nhưng cao đẹp cho phần đời thân tàn ma dại còn lại của hai thằng. Thường ngày, hai thằng ngồi lên ngoài chợ trời, bảy què bay đồ nghề trên một cái bàn, xếp chỉ lớn bằng bề mặt hai cuốn tập và cái bảng nhỏ cạnh bên là vô mực ruột viết bích và sửa hộp quẹt Zippo giá rẻ. Sáu mù thì không làm được chuyện này. Y vừa ngồi thổi sáo vừa. Cái nghề này kiếm ăn không kháng. Sáu mù sống lây lất được là nhờ sự đắp đổi của bạn. Điều này vẫn thường làm cho y buồn và mang nhiều mặc cảm. Cho nên bảy quẹt cứ phải an ủi hắn hoài. Mày kiếm tiền không có nhiều được bằng tao, nhưng mày có dịp thổi sáo cả ngày. Cái lợi là mình làm cho những người khách qua đường, được nghe tới nghe lui bản lòng mẹ, con thuyền không bến. Lợi làm sao? Bảy què đã nói cả trăm lần như vậy rồi, mà lần nào sau mù cũng ráng hỏi lại. Thì thì đụng má người ta nghe mấy bản nhạc đó thấy đã tai hơn là nghe mấy bản nhạc chướng tai của tuổi nó đó từ đó người ta nhớ thời cũ và càng chán cái thời chó đẻ này làm được như vậy là kệ như tụi mình đang chiến đấu đó cái này người ta kêu bằng chiến tranh tâm lý mà sao thiệt ra cái kêu bằng chiến tranh tâm lý này không phải là ý kiến của bầy que y chỉ lặp lại những điều mà anh hai hay nói cho tụi nó nghe thôi. Hai thằng quen anh hai lâu rồi. Bữa đó, Chợ trời bị bố ráp, bị rượt bắt một trận tơi bời. Bảy què mất hết đồ nghề, mất luôn cây nạng. Sáu mù cũng quờ quả sau đó, để mất luôn hết lưng vốn của mình. Hai chục cái ống sáo. Sáu mù cõng bạn chạy mà mệt muốn đứt hơi may mắn gặp được anh hai anh bỏ hai thằng lên xe chở tướt về xóm từ đó anh hai trở thành người anh kết nghĩa và ân nhân của hai thằng sáng anh bốc hai thằng bỏ lên xe chở ra chợ chiều anh cho hai thằng về lâu lâu còn có bữa anh vớt hai thằng về sớm hơn giờ đã định đưa ra đường hàm nghi uống rum lê bông và nhậu củ kẹo với hột vịt bắc thảo anh hai không bị đuôi cũng không bị què anh chỉ bị chột một mắt thôi cái kính đen gắn liền trên gương mặt làm ảnh coi càng thêm dễ nể anh hai không bao giờ nói cho bảy què và sáu mù nghe về dĩ vãng của mình thường thì Anh hay trầm ngâm và buồn Lâu lâu anh hai mới nhỏ giọng nghiêm trang nói chuyện với hai thằng với giọng nói rất chân tình và thuyết phục. Từ anh hai mới lòi ra cái chuyện chiến tranh tâm lý. Anh nói, cuộc chiến của mình vẫn đang âm thầm tiết diễn trên mọi mặt trận. Hai em phải thấy, tụi nó chiếm được thành mà không chiếm được lòng người thì chưa thể được gọi là thắng hiện tại tụi nó không những đã làm mất lòng người mà còn mất luôn cả lòng sĩ tốt của nó nữa chung cuộc tụi nó sẽ thua thôi vấn đề của anh em mình bây giờ là phải chiến đấu đóng góp toàn lực trong khả năng riêng của từng thằng để rút ngắn con đường đưa đến chiến thắng càng sớm càng tốt đã nhất là anh hai đã làm cho sáu mù và bảy què thấy rằng tụi nó không phải là kẻ tàn tật đứng bên lề cuộc đời tụi nó vẫn có thừa khả năng mà không những chỉ để sinh tồn mà còn để chiến đấu chống lại kẻ thù chung của dân tộc từ đó mỗi buổi chiều trở về nhà thay vì chỉ nằm hát nghêu ngao chơi cho đỡ buồn thì sáu mù và bảy què tập dượt nhạc ráo riết Mỗi tuần hai thằng được bà con vỗ tay tán thưởng, chia sẻ với niềm tin chung mãnh liệt của tất cả mọi người. Cuộc chiến vẫn cứ đang tiếp diễn. Lúc anh hai tới, thì bảy que và sáu mù đang cãi cỏ về bản Sài Gòn Vĩnh Biệt. Sáu mù thích chơi bản đó, nhưng bị bảy que chê. Người ta chán nghe hát tới hát lui. Sài Gòn ơi, anh xin hứa rằng anh trở về rồi. Nghe lau cá chết mẹ luôn. Có thấy ai về đâu nè. Sáu mù nhỏ nhẹ nói. Nhưng mà bà con vẫn cứ mong chứ đâu có chán. Có mình ên mày. Không thích là mày nghĩ ai cũng như mày đâu có được. Anh hai can thiệp liền. Thôi trễ rồi nha hai đứa. Thì cứ để cho thằng Sáu nó ca đi. Bạn nào bà con vỗ tay nhiều thì hát tiếp, không thì tuần sau mình bỏ. Bốc hai thằng lên xe, đạp ra khỏi con hẻm rồi anh hai mới hỏi. Chiều nay tụi mày tính hành quân ở đâu đây? Cho tụi em xuống trạm xe buýt ở góc Trương Công Định và Nguyễn An Ninh đi. Ê, không được đâu. Hát ở ngay đó tụi công an phường nó đá cho dập mật đó. Đâu có, tụi em đón xe lên tân cảng mà Thì cũng làm y chang như mấy lần trước vậy đó Đi xe đường dài Khúc nào khách không có chen chút quá đông Thì mình làm dài bán Lần quần chiều nay Mà tụi em chơi chừng hai chục bài Là coi như tạm đủ để trả nợ núi xong rồi Anh hai tán thành Được đó Kế hoạch hành quân vậy là tạm ổn Nhớ đừng có chơi cái bài giả từ vũ khí nha Cái gì mà trả súng đạn này Anh sạch nợ sông núi rồi Nghe rầu quá à Sáu mù bắt liền Anh chẳng còn chi Chẳng còn chi Bày que nhấm dàn Thôi mà sáu sao? sao mày toàn thích mấy cái bạn nhạc yếu siêu không vậy à Cột hứng Sáu mù tắt đài Chống chế bân quân bị nó làm tao nhớ cha thượng sĩ tâm chả già rồi mà chả hay ca rồi anh sẽ qua thăm nhà em với miền cầu với miền trâu ta làm lại từ đầu nghe thấy đã lắm Tối trạm vừa kịp lúc xe đến anh hai đẩy bày qua lên trước rồi dắt sáu mù lên sau Trước khi quay đi Anh không quên dặn Chừng 7 giờ tao chờ tụi mày ở đây nghe Ở ngay trạm chính Xe chật ních người Bảy què đút gọn cái nạn dưới gầm ghế Ôm sát cây đờn guitar Để đứng trước ngực Ngồi che một khoảng nhỏ Vừa đủ cho sáu mù dựa lưng vào thành xe Và bó chặt hai đầu gối Xe ngừng ở trạm Nguyễn Du Rồi Faster. người xuống nhiều hơn người lên, sàn xe bắt đầu có khoảng trống đủ rộng, có thể di chuyển dễ dàng. Bảy què đẩy bạn lết ra giữa đường đi và bắt đầu dạo đờn nhẹ nhẹ, làm cho mọi người chú ý. Nhìn đều xung quê hương tổ của đã vươn mình trên núi <laughs> lệ căm hơn hồn căm như chiều sông theo đúng chương trình, hai thằng sẽ mở đầu bằng bàn trên đầu súng. Trên đầu súng quê hương, tổ quốc đã vươn mình. Trên lưỡi lê căm hờn, hờn căm như triều sóng. Ôi xuân sao, chiên trống, hối thúc, đã dục dạ khắp chốn rộn ràng. Ôi lửa thiêng dậy, mập bùng tay lửa tay vung kiếm trên đầu súng xâm lăng xiềng xích với bảo tàng trên lưỡi lê nô lệ cùng gông phải đổ nát người nghe không những chỉ chú ý mà còn hơi sừng sốt hắt dạo trên xe buýt không phải là một hiện tượng xa lạ nhưng nô lệ cùng gông thì quả thực là lạ tai và đã tai nhắm thấy có bộ được bảy què và sáu mù tiếp luôn bản cờ bay cờ bay cờ bay oai hùng trên tổ vui. thân yêu thì chim lại nay mai bằng máu cờ bay cờ bay chung chơi ta về với quê hương đang ngóng đời quân ta tiến về bản nhạc chấm dứt nhưng không ai vỗ tay bảy què ngước nhìn lên và bắt gặp một hai người đang lấy tay chùi nước mắt. Y xúc động đến bối rối và cũng muốn khóc theo luôn. Rồi Y vừa đàn vừa nói thầm với chính mình nhiều lần. Nhảy dù cố gắng để ngăn cho nước mắt khỏi chảy. Sáu mù thì chưa cảm nhận được kịp phản ứng của thính giả. Vẫn tiếp tục say mê ngồi hát. Chương trình tiếp nối bằng một bản nhạc đơn ca trên bốn vùng chiến thuật. Năm 21 tuổi, tôi đi vào quân đội mà lòng chưa hề yêu ai. Người yêu tôi, tôi mới quen mà thôi. Năm 21 tuổi, sáu mồ cũng đi vào quân đội. Tiểu đoàn chín nhảy dù và người con gái y mới quen mặt thôi ở quận Thường Đức. Cách đây đã 10 năm, mãi mãi vẫn còn trong tâm tưởng như một chiếc bóng đậm màu. Lúc đơn vị đang tiến chiếm đồi 1062, thì sáu mù bị thương ở mắt, y được trực thăng đưa thẳng về Tổng Y viện Cộng Hòa. Giữa các lúc nằm đau xót, mê man trên máy bay, sáu mù vẫn cứ nhớ và tiếc một điều y đã không có dịp để nói với người ta một câu tạ từ cho dù là tạ từ trong đêm mắt sáu mù được giải phẫu xong đúng bốn giờ đồng hồ thủy quân cộng sản kéo vào sài gòn y bị đẩy ra khỏi bệnh viện để dành cho phe thương binh thắng trận sáu mù vĩnh viễn giã từ ánh sáng kể từ lúc đó cũng từ đó không có thêm một người con gái nào lọt được vào đôi mắt trắng dã của sáu mù nữa. Trong cái bóng đêm dài hết một đời của sáu mù, thỉnh thoảng vẫn lóe sáng hình ảnh của hai người đàn bà, người mẹ và người con gái tóc thề mà y chưa kịp hỏi tên ở quận Thường Đức. Những lúc lần dò lê la ngoài hè phố hay trên xe buýt như thế này, tự thâm tâm sáu mù vẫn vừa mong mỏi, vừa lo sợ một điều. Bất ngờ gặp lại được mẹ hay cố nhân trong cái phần đời bi thảm và chua xót này. Khi bản nhạc chấm dứt, thì sáu mồ không còn thể nào ngăn được nước mắt, đã lăn nhẹ trên đôi gò má gầy guộc đến trơ xương của mình. Nhiều hành khách khác cũng khóc, không khí trên xe trầm lắng đến nặng nề. Mọi người đều im lặng, thẫn thờ như họ đang bị thôi miên vậy. Đứa bé bán chuối chiên, cẩn trọng gói một trái chuối bự nhất, nhẹ nhàng mang đến, đặt vào tay sáu mồ. Cái cảm giác nóng nóng ở tay, khiến y biết ngay là có một người nào đó đã động lòng trắc ẩn và dấm dúi cho mình một phần lương thực. Sáu mồ không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ càng tủi thân thêm. Mãi đến lúc đó, nhiều người mới nhìn thật kỹ sáu mù và bảy què. Họ chợt nhận ra trước mắt mình là hai người thương binh, dù quân phục đã cũ nát, tả tơi và phù hiệu đơn vị đã bạc màu, chứ không phải là những kẻ ăn xin hát dạo như thường thấy. Sáu mù đã cảm nhận được hết cái không khí thương yêu, chia sẻ quanh mình, y xúc động đến run người May mắn là sự mù loà giúp cho y đỡ bối rối hơn là bảy què trong lúc này. Bảy què phải cúi gầm mặt xuống, tránh những ánh mắt chứa chan thiện cảm của những người xung quanh. Cảm tình của thính giả làm cho bảy què luống cuống. Bần thần một hồi, y mới lấy lại được bình tĩnh. Y vội vàng chuyển nhịp, chơi bản hội nghị diên hồng toàn dân nghe chăng sân hòa huy biên, hận thù đăng năng, biên thủy đông chuyên toàn dân tiên long sân hòa huy biến hận thù đăng năng, nên hòa hay chiến quyết chiến có tiếng hò đáp bất ngờ của nhiều người trong xe bảy què và sáu mù tưởng như có một luồng điện chạy qua tim. Không riêng gì hai thằng, mà có lẽ là tất cả mọi hành khách đều xúc động mãnh liệt. Sau đó có đến hơn chục người cùng cất cao giọng hát, chung với hai thằng. Xe ngừng lại ở một vài trạm kế tiếp, không ai xuống, lắc đá chỉ có người lên. Mặc kệ cho những người mới bước lên xe ngơ ngác. Bảy que sáu mù và nhiều hành khách trên xe cứ hát. Sau khi chiều theo mọi người, hát đi hát lại bản hội nghị Diên Hồng đến lần thứ ba. Bảy que mới chuyển nhịp qua được bản mẹ Việt Nam ơi. Những mẹ ơi, giờ đây sao mẹ khóc? Ai vai gầy, run rẫy nát tâm can xe đến tận tân cảng trạm cuối bản nhạc cuối cùng cũng vừa vặn chấm dứt ở đó mọi người lục tục xuống xe họ đi qua chỗ hai thằng không quên nhét vội vào túi tụi nó những đồng tiền lẻ có người lục tìm mãi túi mình rồi bối rối nhét đại vào áo sáu mù một bịch thuốc rê hai thằng ngồi sượng sùng đón nhận những câu nói cảm ơn nho nhỏ và những đồng tiền những món quà rơi như mưa vào người mình. Riêng bảy què thì không dưng mà chợt nhớ đến cái lúc mà y ngượng ngập cúi đầu nhận vòng hoa chiến thắng từ tay của một em nữ sinh trưng vương vào một buổi sáng nào đó đã xa lắc xa lơ lắm rồi. Trong đám hành khách, có hai người không móc tiền mà cũng không móc thuốc. Họ rút từ trong người ra khẩu K-54 dí vào ót của hai thằng. Cái cảm giác thép lạnh làm sáu mù điếng người. Hắn ú ớ lên tiếng hỏi. Làm cái gì vậy? Về đồn rồi biết. Bày què hốt hoảng. Ôi tôi làm gì mà bắt chứ? Làm việc cho xây ra chống phá cách mạng chứ còn làm gì nữa? Đám đồng hiếu kỳ còn đang kinh ngạc tần ngần. Nghe đến mấy chữ xây ra liền bước nhanh xuống xe vội vàng tản mát ra xa tay phải cầm súng tay trái nắm cổ áo của sáu mù và bảy què hai người đàn ông lực lưỡng lôi hai thằng xuống xe như lôi hai con chó chuyến xe buýt cuối cùng tân cảng sài gòn đã đổ trạm từ hồi sẩm tối nhưng anh hai vẫn neo xe chờ sáu mù và bảy què cho đến tận khuya anh biết chắc hai thằng em mình thua rồi nhưng anh vẫn cứ chờ làm sao mà bỏ đi liền cho được ngày xưa khi còn là một hoa tiêu trực thăng anh hai cũng đã đi đón hụt nhiều chuyến như vậy rồi cái cảm giác mất mát lúc mang máy bay về không giữa đêm trường bao la sau khi đón hụt những toán biệt cách không làm cho anh thấy khổ sở và bứt rứt khủng khiếp như bây giờ hút đến điếu thuốc cuối cùng rồi anh hai leo lên xe lầm lỗi đạp ra hướng bờ sông sông sài gòn bờ sông vắng nước đen gió lạnh sông đưa người rồi cũng mỏi mòn trông anh hai lẩm nhẩm một mình và chưa bao giờ thấy mình cô đơn như lúc ấy anh chợt nghĩ đến những thằng bạn đồng ngũ còn lận đận ở tận những phương trời xa xôi nào đó và tiếp tục lầm bẩm tội nó đều còn nguyên vẹn hết mà sau mười năm rồi không thấy đứa nào quay trở lại bộ ở nơi xa tụi bay không biết rằng trận chiến này vẫn đang tiếp diễn sao chứ tưởng năng tiến